Xin chào tất cả các anh các chị. Bây giờ em lại quay lại với một cái video khác là 3D nail art gel, nhưng mà có áo bột và dùng sticker together. Thì em có một cái video trước hướng dẫn cho các anh các chị sticker với bông hoa. Bây giờ em sẽ có một cái video hướng dẫn cho các anh các chị cái cách làm những cái hình funky giống như các anh chị nhìn thấy cái pattern này đây. Ok, thì nó rất là đơn giản thôi, tại vì nhiều người bảo sao mà em làm được nó perfect thế. Những cái zig zag này khi mà mình làm treo nó lỏng á, nó sẽ không đi được đúng cái đường cong mà mình mong muốn. Thì đây là cái bí mật của em. Em đang dùng những cái roll như thế này. Nó là, các anh các chị nhìn kỹ nha, nó có ba cái line. Cái line đầu tiên á, mình sẽ lấy một cái. Mọi người nhìn là nó bóc cái ở giữa như vậy. Nó là cái hình như vậy chứ không phải là cái striper. Các anh chị có thể dùng để sticker và tạo ra những cái design pattern khác nhau. Và đồng thời mình cũng có thể dùng được những cái design ở bên này nữa để tạo ra cái pattern như vậy. Thì cái này mình rất là hữu dụng để tùy mọi người có thể design. Thì bây giờ em sẽ giới thiệu cho các chị những gì em sẽ dùng cho cái design này và design này cho ngày hôm nay nhé. Em vẫn dùng một cái nhíp nhọn. Nhíp này thật là nhọn để khi mà mình gấp cái pattern ấy, nó không bị dính và nó sẽ được nice and neat. Cái thứ hai là em cần một cái kéo nhỏ. Một cái chổi design treo nhỏ và nhọn như vậy. Dạ. Tiếp theo vẫn là cái set này, một cái nhẫn sắt, một cái thanh sắt như vậy để mix vào một cái thìa để áo bột, thìa nhỏ để áo bột, vẫn là một cái ly nhỏ để mình đựng alcohol. Ở đây thì em có đựng sẵn cái alcohol một chút thôi, không có nhiều. Rồi bây giờ em sẽ dùng màu này là màu warm lavender của Kiara Sky gel polish. Tiếp theo em sẽ dùng cái gel quen thuộc mà các anh chị đang thấy ở trong những video em làm, đó là Control Leveling Clear White and Pink. Hôm nay em sẽ dùng cái màu clear, lý do là vì em mix màu đen về cái này. Rồi, bây giờ em sẽ lấy cái màu clear với cái thanh sắt này. Lấy một chút màu clear. Các anh chị có thể lấy màu pink cũng được, không vấn đề gì cả. Rồi, mình bỏ vào cái nhẫn này. Mình lấy nhiều lấy ít không quan trọng, tại vì sau đó mình có thể dùng lại. Làm xong thì mình nhớ là mình lau cái này với một chút alcohol và tờ giấy thì nó sẽ sạch rất là nhanh. Sau đó mình dùng màu Black to Black Gel Polish. Mình nhỏ vô màu clear này để mình tạo cái design gel in black color. Màu black và màu white là màu chủ đạo nên dùng khá là nhiều. Rồi, mình mix nó lên. Khi mà mình mix cái que sắt mà nó hơi nặng là mình biết nó quá dày. Nhưng mà bây giờ khi mà nó mix lỏng ra rồi ấy, thì mình cảm giác cái thanh sắt nó nhẹ nhàng hơn một chút. Rồi. Bây giờ tiếp theo mình sẽ dùng cái Kiara Sky Black to Black Dipping Powder. Tại vì cái bột dipping ấy, nó rất là nhuyễn. Đây là khi mà áo cái bột lên ấy, thì cái cảm giác của nó rất là giống như là mịn ấy. Rồi mình sẽ cho được cái cảm giác giống như là hoa nổi mà làm bằng bột. Hoa nổi mà làm bằng bột. Hay là những cái này nó làm bằng bột và nó mát. Nhưng mà thực ra nó không phải là mát mà nó áo bột mỏng. Rồi, bây giờ mình có thể bắt đầu được rồi. Mình sơn hai lớp gel hay một lớp gel tùy theo.
sau đó mình lấy alcohol mình chùi đi để cái bề mặt nó không bị dính quá, tại vì khi nó dính quá ấy thì mình sẽ làm việc nó khó hơn. Và mình sẽ dùng màu đen, tại vì màu warm lavender với màu đen khá là đẹp. Thì em sẽ dùng cái này, cái màu đen của cái striper tape này. Mình cắt cái đầu đi một chút và mình dùng cái nhíp. Rồi nè, mình có ba cái line tất cả nè. Thì bây giờ em dùng cái line giữa. Rồi mình dán vô đây. Sau đó mình lấy cái kéo này mình cắt cái đầu nail này, mình không cần tới mình cũng cắt. Tiếp tục lại dùng cái nhíp nhọn này. Cái nhíp nhọn này khá là hữu dụng, là vì nó làm nail art khi mà mình cắt một cái gì đó nó cũng rất là tiện cho mình, chứ mình không có dùng tay mình được. Dùng tay mình thì cái stick cái sticker nó sẽ không còn dính nữa. Rồi, sau khi mình làm xong rồi thì mình dán lại cái này vào đây. Và hiện giờ là các chị đang có cái đường line như vậy. Mình sẽ dùng cái chổi, em vừa có giới thiệu với mọi người, đó là cái chổi gel design đầu nhọn. Rồi mình chấm rất là ít lên cái bề mặt treo, đừng có nhiều. Giờ mình cứ đi theo cái line này. Có rất là nhiều design em sẽ update để cho các chị có thể play around với những cái pattern. Tại vì nếu mà thực ra mình mà ngồi mình ngồi vẽ cho nó nice and neat như vậy ấy, thì mất rất là thời gian, nó không work cho mình để mình có thể ngồi làm những cái design này trong khi mình kiếm không được bao nhiêu. Nhưng mà bây giờ ấy thì dễ hơn rất là nhiều, là vì mình có thể dùng sticker và mình cứ đè lên cái sticker ấy thôi. Ồ, các chị có hai cách nhá. Cách này của em á là em làm nổi, hoặc có một cách nữa, đó là các chị có thể áo cái này. Tại vì có một số người ạ thì không biết cách làm, thì sticker nó sẽ bị bay ra. Thì nếu mà các chị muốn nó chắc á, tại vì em có một cái trick khác em sẽ hướng dẫn trong video khác. Em sẽ dùng cái Kiera Sky Top Coat No Wipe này. Mình sơn lên cái móng để mình seal lại. Mình seal lại cái sticker của mình cho nó được chắc, và mình sẽ không bị nó vảnh lên hay là nó bị chóc ra hay là bị. Tại vì đáng lẽ là dạy hướng dẫn cho các chị luôn cái video này, nhưng mà em nghĩ chắc để một cái video sau, tại vì cái thời lượng video nó không có nhiều đấy. Thì mình hơi 60 second. Mình hơi 60 second để mình có thể cho cái gel top coat nó khô. Thì giống như các chị thấy ở đây thì em có tổng cộng là 2, 4, 6, 8, 10. Đây là 10 màu mà mình có thể play around. Không mắc đâu như các anh chị, nhưng mà làm được rất rất nhiều pattern. Đặc biệt 4 cái màu này là em thấy là dùng khá được nhiều màu. Rose, silver, white and black. Đây là 4 màu dùng được khá nhiều. Còn những màu khác các chị có thể tìm cách. Tại vì em thì chưa có thời gian để ngồi xem những cái màu để mình có thể kết hợp. Nhưng mà có những người có cái idea khác nhau thì họ có thể trộn được màu đẹp chung với cái này. Thì mình có thể tham khảo thêm ở trên YouTube, hay là mình có thể tham khảo thêm ở Google. Rồi, đến cái tín hiệu đèn nó cũng đã xong rồi. Thì bây giờ đây, mình đã có cái lớp này, nó đã bảo vệ được cái sticker của mình. Thì bây giờ mình dùng cái chổi treo này và mình đi thôi.
chị nó không khó nhưng mà nó cần sự tinh tế, tức là mình cần một chút chậm rãi để mình follow những cái line này. Sau khi mình làm một lần thì cái lần thứ hai ấy, mình chỉ đi giống như là mình lướt thôi. Mình lướt treo thôi, để giống như là cho cái treo nó đầy, nó đều và nó cộm lên một chút. Rồi, thế là mình xong được một cái line nè. Nhìn cũng giống như là mình vẽ thôi, cũng không có gì cả. Rồi, tiếp tục cái line tiếp theo. Thường khi mà các anh chị dùng treo đấy thì mình chỉ có lướt thôi, chứ mình đừng có vẽ giống như là cái sơn. Vẽ như cái sơn ấy thì nó sẽ nằm bẹt cái treo ra, nhìn không được đẹp. Tại cái này nó đi, nó lỏng nên là mình cứ đi theo cái đường như vậy thì nó sẽ follow cái line của mình và nhìn nó cộm, nó đẹp hơn. À, nếu mà mọi người có làm nail art thì nên sắm cho mình một cái đèn nó tốt hơn chút, để cái mắt của mình ấy nó không có bị quá căng thẳng khi mà mình làm những cái pattern ấy. Tại vì khi có một số anh chị mà làm nail á, làm những cái pattern nhiều khi cái mắt nó bị yếu á, tại vì do mình cái mắt mình dùng cái ánh sáng nó mạnh quá, nhiều khi cái mắt nó bị yếu á, nó sẽ làm cho mình bị hoa mắt, nên là mình làm một cái hẳn là đèn nail art. Rồi, anh chị thấy là mình có hai cái lớp treo zig zag ở đây rồi. Bây giờ mình làm đấm chấm tròn nè. Em sẽ làm cái pattern giống như vậy, nhưng mà thay vì cái này là nền đen họa tiết trắng thì bây giờ em sẽ làm là nền purple họa tiết đen. Rồi mình sẽ chấm những cái chấm tròn. Cái chổi này làm những cái chấm tròn á, mình cứ quay đều hình tròn thôi, nó sẽ xuất ra tròn và đều. Ai cũng bảo em là sao cái hình tròn sao chấm được tròn hay vậy. Em cũng không biết nữa. Cái chổi này mình cứ ngoáy đều như vậy thì nó sẽ tròn thôi. Rồi. Hoặc là mình có thể cầm những cái dotting tool đấy. Những cái chấm dotting mà mọi người hay làm đấy, để mình có thể chấm được. Rồi, thế là mình đã xong cái pattern này. Khi mà mình clean chổi, nhớ quay vòng cái chổi như vậy nhé mọi người. Đấy, thì nó sẽ cứ không hư cái chổi nail art của mình, mà cái chổi nail art của mình nó làm cũng nhọn. Đấy. Rồi, sau cái phần này, đến cái phần tiếp theo đó là phần áo bột. Sau khi làm design xong, đừng ai cho vào đèn ngay, mình phải áo bột trước. Lúc đầu mình áo nhẹ nhàng thôi, mỏng thôi, sau đó mình vỗ cái bột ra để cho bột nó ngấm với treo. Sau đó mình làm cái bước thứ hai, mình áo tiếp theo để cho nó khô hẳn. Rồi, xong rồi, lúc này mọi người đã được thấy bột đã được áo và mình cho vào đèn 60 second. Trong khi chờ đợi thì giới thiệu cho anh các chị mở lại một lần nữa là mình có thể mua cho mình một cái set như vậy.
có 12 cái pot empty, hiện giờ em đang có một chút gel, nhưng mà mình có thể mua để mình trộn gel xong, còn thừa mình có thể bỏ lại vào đây. Tại vì khi mình bỏ lại vào đây ấy, rất là tiện nếu mà mình có dùng cho những cái design khác ấy, mình chỉ việc lấy thôi. Các anh chị thấy em lấy rất là dễ dàng mà lại sạch nữa. Mỗi một lần mình cho cái gel cũ vào thì mình ngoáy đều nó đi, để cho cái gel nó được hòa đều cái màu. Rồi, lau sạch ngay, lau cái chổi và cái que xong. Và nhớ là cất cái này trong ngăn kéo nhá. Nếu mà mình gặp cái ánh nắng mặt trời hay là một cái tiêu UV nào, nó sẽ làm cứng hết cái gel này và mình cất đi nó rất là uổng. Sau khi mình hơ xong thì nó đã cứng cái gel rồi. Mình sẽ dùng cái chổi như thế này, mình quét nó xuống. Hoặc là các anh các chị có thể dùng cái alcohol. Mình dùng cái alcohol với cái tờ giấy như vậy và mình chùi cho nó sạch những cái bột còn lại. Và đây là cái pattern màu trắng và màu đen. Đó, đây là cái cách để mình có thể tạo thêm sự mới mẻ, tìm thêm được cái pattern cho khách mới cho khách. Và đồng thời mình có thể tăng thêm cái sự phong phú của nail art trong tiệm của mình. Rồi, rất là cảm ơn các chị, anh các chị đã theo dõi chương trình nail art này, tutorial này của em.